Thôi mà anh đừng có chụp mà kỳ quá à. Chụp lắm. Em cứ đi đi. Thôi mà đừng chụp nữa anh. Em bỏ tay ra coi, anh đang thích em á. Chụp mấy tư thế tự nhiên nhìn chụp lắm. Thôi em đang ngủ mà đừng có chụp nữa. Nè, em coi đi. Rất tự nhiên, rất đẹp đúng không? Ghê quá à. Ghê cái gì mà ghê. Thôi vậy đi, thay đồ. Anh chụp cho em một bộ ảnh thật sexy, thật gợi cảm nha. Vậy hả, để em thay đồ liền. Chịu hốt. Nhanh lên, nhớ là thật sexy và gợi cảm nghe chưa. Dạ. Cô đi đâu cô? Bác cứ chạy tới nhà hàng Hải Nguyệt giùm cháu đi. Alo, alo, ai vậy ạ? Alo, em đang ở đâu vậy? Tại sao anh còn làm phiền tôi nữa chứ? Bây giờ tôi bận lắm, tôi cúp máy đây. Nè, em bận hay không, cô phải nghe tôi nói chứ. Em muốn bỏ tôi gì? Được thôi. Nhưng tôi nói cho em biết, tôi không nỡ bỏ những gì liên quan tới em hết. Hay là tôi gửi bộ ảnh nuôi của em về môi trường để báo chí giữ giùm nha, có được không? Cái gì chứ? Bây giờ anh đe dọa tôi nữa hả? Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Nè, tôi không có đe dọa em, nhưng tôi muốn có cuộc chia tay thì phải rõ ràng. Em gặp tôi đi, rồi em muốn sao cũng được. Vậy nha, em hiểu ý tôi muốn nói gì mà. Khỏi chạy tới nhà hàng nữa, bác đưa cháu đến tận cái phòng gấp giùm nha. Cô về Sài Gòn hả cô? Bây giờ gấp lắm, bác chạy nhanh giùm con đi. Phải về Sài Gòn gấp. Xin lỗi anh, Cát Tiên.